giao lưu anh em, phôi mai rừng dáng thú mới về nha anh em. Đó, cái này đặc tu cho xỉu luôn nha anh em nha. Cái này nó có tấm lưng đẹp anh em à. Đó, hai chi đây, tụi làm dâu bú nè anh em, bên này bú tròn luôn nha, bao qua đây luôn nha. Đó, lưng nè đã anh em chồng rồi, dần lưng này lên hết luôn nha, dễ dưới ok luôn nha anh em. Cái ngang nó này em đo là 60 nha anh em nha. Đó, chiều cao nó là 90, chiều bay con thú từ đây qua đây là 80 rồi, cái vành nó 40 nha anh em, vành chính của nó luôn á. Cái này hoài đẹp nha anh em à, thú chủng thú luôn á. Giao lưu anh em, phôi mai rừng chân dài dáng bay nha anh em nha, nó hồi đầu lại 4 chi nha anh em mới về nha. Cái này đám mới hoài đẹp anh em à. Đó, thằng lắc lượng đó, đây đặt tu dịch sĩ nha anh em. Ở cái bệnh nó chỗ nó nãy em đo là 30 nha anh em nha, cao nó mét mốt, bay ra của nó là 60, đến ngang là 30 còn chậu luôn anh em à. Cái này hoài đẹp anh em à. Đó, chi diện đồ nó quá, chi cành à. Cái chỗ này là lâu rồi nha anh em, lâu rồi đó,